vẽ tranh phong cảnh vô cùng đơn giản bằng bút chì. Đầu tiên vẽ cho tôi một cái đường thẳng ở phía dưới để giới hạn hình vẽ nha. Sau đó mình sẽ phác họa núi bằng các đường zigzag cao thấp khác nhau như thế này. Các bạn có thể vẽ bất kỳ hình dạng núi nào mà bạn thích là được. Tiếp theo mình sẽ dùng bút chì đậm nhất để tô đen quả núi như tôi. Ai mà không biết mua chì đậm như thế này ở đâu á thì có thể vào trang TikTok của tôi tham khảo qua nha. Sau đó đây quả núi thứ hai thì cũng phác họa như vậy, nhưng lần này thì mình sẽ tô đậm ở trên và nhạt dần xuống phía dưới để tăng độ mờ ảo cho bức tranh. Một mẹo nhỏ là sau khi đánh chì xong thì dùng cây bông ngoái tai này làm mịn như tôi là được nè. Ngọn núi cuối cùng thì vẽ nhạt thôi, vì vật thể ở càng xa thì sẽ càng mờ dần. Để đẹp hơn á thì tôi sẽ vẽ thêm vài cái cây ở trên nữa. Vẽ lá cây thì siêu dễ luôn, hãy phác họa các tán lá cây như thế này rồi sau đó mình dùng các nét tự do để vẽ lên như tôi là đẹp luôn. Tương tự như vậy với các cây còn lại. Để đỡ trống thì thêm ít cỏ ở phía dưới ngọn núi nữa nha. Cuối cùng thêm vài chú chim bay lượn ra bầu trời để phong cảnh thêm phần thơ mộng nữa là xong. Và đây là thành quả nè. Ta-da!